Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 9, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục có tín hiệu suy yếu và giao dịch ở quanh mức 1.910 đô la Mỹ một ao, khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tiếp tục tăng. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 67.950.000 đồng một lượng, chiều bán 68.670.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 67.950.000 đồng một lượng, chiều bán 68.750.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.700.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm khá mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68.000 đồng một lượng, chiều bán 68.700.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.700.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.000 đồng một lượng, chiều bán 68.700.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 80.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 68.020.000 đồng một lượng, chiều bán 68.670.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.150.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 68.050.000 đồng một lượng, chiều bán 68.550.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh tăng từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.880.000 đồng một lượng đến 56.200.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.880.000 đồng một lượng đến 57.200.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.911,5 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm 0,18 đô la với tỷ lệ 0,01%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.908 đô la Mỹ và cao nhất 1.913 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55.700.000 đồng một lượng.
Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 13 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 26.153 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 1,21%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 104,8 điểm, trong phiên đã tăng 0,08%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng, nhảy lên mức 4,308% một năm, tăng 1,01% trong phiên. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng và hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 89,41 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,55%. Thưa các bạn, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần khi các chỉ số kỹ thuật giảm giá xuất hiện kích thích đợt bán tháo nhẹ. Các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 sẽ được công bố vào tối nay thứ Tư theo giờ Việt Nam. Chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi dự kiến sẽ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 4,7% được báo cáo trong tháng 7. Thị trường đang kỳ vọng những tín hiệu tích cực từ báo cáo này. Lạm phát giảm có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay đổi lập trường chính sách tiền tệ của mình. Các chuyên gia đánh giá vàng vẫn chịu áp lực, nhưng khả năng giữ các mức hỗ trợ quan trọng cho thấy các nhà đầu tư có thể lo lắng rằng các chính sách tiền tệ diều hâu trên toàn thế giới đã đi đúng hướng, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao. Theo bà Chanto Sivan, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalize Research, mặc dù Fed vẫn duy trì quan điểm diều hâu, nhưng có những dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể sẽ sẵn sàng chuyển sang quan điểm trung lập hơn về chính sách tiền tệ và có khả năng điều chỉnh tỷ lệ lạm phát mục tiêu. Bình luận của bà Sivan được đưa ra trước quyết định chính sách tiền tệ của ECB hôm thứ Năm. Ngân hàng Trung ương này dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 4,75%. Nhiều nhà kinh tế cho rằng Ngân hàng châu Âu ECB khó có thể tiếp tục tăng lãi suất khi nền kinh tế khu vực tiếp tục chậm lại. Bà cho rằng suy thoái lớn không xảy ra trong một hoặc hai quý tới, nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục suy yếu. Tại một thời điểm nào đó, các ngân hàng trung ương như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed sẽ phải lựa chọn giữa việc hỗ trợ nền kinh tế của họ hoặc kiểm soát lạm phát. Tôi không nghĩ họ có thể làm cả hai. Mặt khác, bà Sivan cho biết thị trường lao động sẽ là chìa khóa cho chính sách tiền tệ của Fed. Mặc dù thị trường lao động của Mỹ tương đối kiên cường, nhưng vẫn có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi các nhà đầu tư vàng vẫn phải kiên nhẫn vì thị trường vẫn ở trạng thái trung lập, bà Sivan nói rằng bà vẫn thấy khả năng giá sẽ quay trở lại mức 2.000 đô la Mỹ. Các nhà đầu tư có thể sẽ phải đợi đến quý 2 năm sau trước khi vàng thực sự tăng giá. Chúng tôi dự báo vàng sẽ quay trở lại gần mức 2.100 đô la Mỹ một ao vào cuối năm sau. Vàng được dự báo sẽ giảm trong ngắn hạn, nhưng có thể sẽ không giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ ở mức cao có thể sẽ gây áp lực lên giá vàng trong thời gian tới. Nhưng về dài hạn, vàng được dự báo sẽ tăng, thậm chí là tăng mạnh. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.